Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới Đinh Dậu thì chương trình đối thoại đã lựa chọn đề tài đó là nông nghiệp công nghệ cao để đưa tới rất nhiều thông tin cho quý vị khán giả. Trong chương trình đối thoại đó thì rất nhiều các câu hỏi xoay quanh việc là thế nào là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi lại tiếp tục mời các khách mời đến với trường quay của VTV để bàn về câu chuyện công nghệ. Bởi lẽ từ đầu năm tới nay thì có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi lên cho chúng tôi liên quan tới doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tại sao hiện nay con số của doanh nghiệp khoa học công nghệ lại thấp như vậy, và làm thế nào để có những chính sách ưu tiên cũng như là những chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, thì đó sẽ là đề tài chúng tôi cùng các khách mời trao đổi và bàn luận trong số đối thoại tuần này. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiến sĩ Lưu Hải Minh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ, và trao đổi về một đề tài tôi nghĩ có lẽ cũng là một cái xu hướng của năm 2017 và rất nhiều khán giả của chúng tôi quan tâm trong thời gian vừa qua. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ xuất hiện trên thế giới từ khoảng giữa thế kỷ 20, xuất phát từ mô hình spin-off, tức là doanh nghiệp khởi nguồn, và startup, doanh nghiệp khởi nghiệp, được hình thành ở các nước công nghiệp phát triển. Tại Việt Nam, thuật ngữ doanh nghiệp khoa học và công nghệ được đề cập lần đầu tiên vào năm 1980. Hiện nay, những vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng áp dụng nghị định này là tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định 80 cũng dành hẳn một chương về những thủ tục để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kể từ khi có thu nhập chịu thuế, với điều kiện doanh thu của các sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong năm thứ nhất từ 30% tổng doanh thu trở lên, năm thứ hai từ 50% tổng doanh thu trở lên và năm thứ ba từ 70% tổng doanh thu trở lên của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học công nghệ không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính mà không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên. Theo chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 3.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đến năm 2020 sẽ có 5.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nhưng theo con số mới nhất từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến nay cả nước có khoảng 250 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Vâng, thưa các khách mời, như chúng tôi đã giới thiệu từ ban đầu ạ, theo chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2011-2020 thì chúng ta có rất nhiều mục tiêu. Trong đó thì đến năm 2015 là chúng ta sẽ phải có 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ, đúng không ạ? Đến năm 2020 thì chúng ta có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nhưng tuy nhiên theo con số mà ông Quất mới đây nhất là công bố cung cấp cho chúng tôi ạ, là hiện nay thì chúng ta mới chỉ có 250 doanh nghiệp là được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Vậy thì lý do gì tại sao chúng ta lại có một con số thấp như vậy và không đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đề ra? Thì có lẽ là ông Quất sẽ có một ý kiến đầu tiên cho quý vị khán giả về nội dung này ạ. Có hai cái điểm mà có thể chúng ta cũng cần nghiên cứu và bàn luận. Một là cái lý do tại sao doanh nghiệp mà không tham gia vào cái đội ngũ doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thứ hai là từ phía các cơ quan nhà nước chắc cũng có những cái điều gì đó mà làm chưa đúng lắm cái mong muốn, cái nguyện vọng của doanh nghiệp, mà cần có thể phải suy nghĩ để cải tiến, để hấp dẫn hơn đối với lực lượng doanh nghiệp, từ phía cơ chế công nhận cũng như là cái chính sách ưu đãi cho những người mà làm ra hay tạo nên cái lực lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ. Ông Quất có thể nói cụ thể hơn không ạ? Tại sao doanh nghiệp lại không muốn tham gia? Theo tôi thì quan điểm cá nhân tôi cho rằng là cái mối quan hệ viện trường mà nòng cốt để chúng ta đưa ra cái mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ với doanh nghiệp ấy, là cũng cần phải nghiên cứu. Chúng ta cho rằng là các nhà khoa học có thể mang cái sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình đem ra thương trường và có thể thành lập những cái doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp khoa học công nghệ trên cơ sở là làm chủ cái kết quả nghiên cứu mà do chủ yếu là do nhà nước đầu tư cho các viện trường và tạo ra. Thế nhưng mà bây giờ cái cơ chế giao cái quyền kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp thì cũng chưa thực sự là cởi mở. Chúng ta giao cho viện trường, cho tổ chức chủ trì, và chúng ta quy định là nhà nước sẽ được hưởng một cái tỷ phần nhất định từ cái lợi nhuận thương mại hóa. Cái quy trình giao thì phải định giá, đánh giá để xác định xem cái giá trị kết quả là bao nhiêu. Sau đó thì khi mà đi thương mại hóa thì phải chia cho nhà nước tối đa là 10%. Khoảng tối thiểu là 10%. Đúng không? Tối đa. Tức là cái lợi ích là 10%. Thế còn cho tác giả là 30%. Phần còn lại là tổ chức chủ trì. Đấy, là chúng ta chỉ nghĩ rằng là những cái chỉ có từng cái chủ thể tham gia vào quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu thôi. Nhưng trong thực tiễn thì nó cũng không hoàn toàn như vậy. Mà những cái sản phẩm có thể có thị trường thương mại hóa được lại phải là chuyển giao cho doanh nghiệp. Mà nhà khoa học lúc đó chỉ là những người tham gia vào hoàn thiện phát triển sản phẩm. Chứ còn khâu kinh doanh phải là do doanh nhân. Đấy. Và thực tế là chúng ta biến một nhà khoa học thành một doanh nhân không hề dễ dàng. Biến một viện nghiên cứu trở thành một cái doanh nghiệp khoa học công nghệ hay là thành lập ra một doanh nghiệp công nghệ mà thành công không phải dễ dàng. Đấy là vấn đề về mô hình và cái cơ chế chính sách. Điểm tiếp theo là một số doanh nghiệp, rất ít các doanh nghiệp tư nhân hiện nay dám đầu tư mạo hiểm vào để thương mại hóa những sản phẩm đó. Cái tỷ lệ rủi ro cao, lợi nhuận thì có thể rất lớn. Nhưng đầu tư ban đầu họ có thể bỏ một chút tiền, nhưng họ lại không được hưởng những cái hỗ trợ từ phía các quỹ, các ngân hàng, tổ chức tín dụng hay là các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước chưa nhắm đến họ. Các cái chương trình, các quỹ thì nhắm đến các nhà khoa học để mà đi thương mại hóa, để mà tự thành lập doanh nghiệp. Thế nhưng cái người làm doanh nghiệp chuyên nghiệp mà dám đầu tư vào cái này thì cũng lại chưa được đầu tư một cách thích đáng, quan tâm thích đáng. Một cái điểm tiếp theo nữa là cái quy trình mình công nhận cái doanh nghiệp khoa học công nghệ đôi khi cũng còn phức tạp. Giải trình, quá trình nghiên cứu tạo ra công nghệ thế nào là một cái thách thức. Đôi khi người ta mua kết quả về hoặc đôi khi người ta nghiên cứu ra sản phẩm, người ta không ghi chép lại cái gì cả. Bây giờ mà bắt giải trình cả quá trình đấy thì rất là khó khăn. Hai nữa là có thể là chứng minh cái quyền sở hữu, quyền sử dụng cái kết quả nghiên cứu đó cũng là một cái trở ngại. Cứ phải đi đăng ký bản quyền, đăng ký độc quyền, đăng ký văn bằng bảo hộ thì đấy là một quá trình rất dài để mà chờ đợi. Ví dụ như vậy. Đôi khi làm cái tâm lý cho cái người mà đi đăng ký cũng ngại ngần. Còn một chút nữa là cái tiêu chí để công nhận. Thế thì cái khu vực mà dịch vụ hiện nay chưa được coi là một cái dạng sản phẩm khoa học công nghệ để mà trở thành doanh nghiệp. Cái sản phẩm này nếu phải hiểu nghĩa rộng thì phần mềm này, thế rồi thậm chí là đào tạo hay là phương pháp chữa bệnh rồi thì huấn luyện, đúng không ạ? Thì những cái đó là những cái doanh nghiệp bây giờ khá mạnh trong cái khu vực khởi nghiệp nhưng cũng lại chưa đứng trong hàng ngũ của doanh nghiệp công nghệ. Nó không phải là cái sản phẩm hàng hóa cụ thể. Đấy. Mà là cái xu hướng dịch vụ đang phát triển mạnh như này thì cần phải coi cái đó cũng là một cái. Thế rồi cái công nhận doanh nghiệp công nghệ để được hưởng ưu đãi hiện nay ta quy định là năm thứ nhất 30% doanh thu, năm thứ hai phải tăng đến 50%, năm thứ ba 70%. Tức là cái mức độ tăng trưởng như thế của cái cơ quan gọi là quản lý về thuế và tài chính mới được cho hưởng ưu đãi thì là một thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp. Nhất là những năm đầu thương mại hóa những sản phẩm mới và dịch vụ mới. Đấy thì điểm qua thì thấy được rằng là một vài những cái nguyên nhân có thể từ cái tâm lý, từ cái tư duy cho đến cái nhận thức và cái cơ chế chính sách cũng còn có những cái vấn đề. Bên cạnh đó thì cũng phải thừa nhận một thực tế nữa là nhiều ngành có những cái ưu đãi trùng nhau. Thành ra cái hấp dẫn đối với doanh nghiệp công nghệ cũng không được là bao nhiêu cả. So với lại các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực nông nghiệp, rồi ưu tiên vùng sâu vùng xa, địa bàn đầu tư, IT. Rồi môi trường, rồi lĩnh vực IT, phần mềm đều có những cái công cụ gọi là hỗ trợ và ưu đãi tương đối giống nhau, chủ yếu là nhằm vào thuế hoặc là cung cấp những cái cơ sở vật chất hay là diện tích đất đai nào đó, thí dụ thế. Chứ còn nếu như mà bây giờ những cái mà cao hơn nữa, thí dụ như nhà nước ưu tiên mua sắm công, dùng những công nghệ trong sản phẩm công nghệ trong nước, đúng không ạ? Hay là những dự án đầu tư nhà nước ưu tiên cho những doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước là những cái rất lớn, tạo cái đầu vào cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì cái đấy ta lại chưa động đến được, ta mới chỉ đánh những cái đầu ra mà tương đối trùng nhau là về thuế. Thế nhưng nếu không có công ăn việc làm đầu vào, không có dự án đầu vào thì không thể có cái sản phẩm đầu ra để ưu đãi. Đấy là những một điểm qua một cái nét chính mà nguyên nhân chính tại sao một số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ lại thấp như vậy. Tuy nhiên là doanh nghiệp của ông Minh thì rõ ràng là một trong doanh nghiệp hiếm hoi, doanh nghiệp tư nhân duy nhất ạ, đúng không ạ? Trong lĩnh vực này là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Vậy tại sao ông Minh lại vượt qua từ những cái khó khăn hay những cái vấn đề như là ông Quất vừa nêu ạ, để mà có thể lao vào lĩnh vực này? Trước khi mà tôi nói ý kiến của tôi thì tôi muốn bổ sung cái ý kiến của anh Quất. Để một doanh nghiệp mà từ một doanh nghiệp thường thành một doanh nghiệp công nghệ thì nó có mấy yếu tố sau. Thứ nhất là phải có sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ thì có thể là từ chuyển giao công nghệ từ nước ngoài hoặc là chuyển giao công nghệ ở nhà của trong nước, và phải có bằng sáng chế hoặc là giải pháp hữu ích. Và cái đấy mới chỉ là điều kiện cần thôi. Thì khi mà anh có những cái sở hữu trí tuệ rồi thì anh phải ra được sản phẩm. Sản phẩm đấy anh phải đăng ký được cái giấy phép con của các bộ chuyên ngành. Ví dụ như là Bộ Nông nghiệp hoặc Bộ Xây dựng hoặc là Bộ Y tế. Đấy, ví dụ như chúng tôi có một cái sản phẩm là thực phẩm chức năng mà ứng dụng công nghệ nano thì chúng tôi là phải có mấy dạng loại giấy phép. Thứ nhất là phải có bằng sáng chế, sau đó là chúng tôi phải có kiểm định, sau đó là chúng tôi phải đăng ký ở Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, và sau đó chúng tôi mới được cấp phép để bán ra thị trường. Thì cái việc mà cái giấy phép con ấy nhiều khi nó còn mất thời gian hơn cả cái việc mà đăng ký sáng chế. Đăng ký sáng chế thì trung bình là từ 5 rưỡi đến 3 năm, đó rất mất thời gian và rất mất nhiều tiền của các nhà khoa học và các doanh nghiệp rồi. Nhưng cái việc mà đăng ký cái sản phẩm mà của các bộ chuyên ngành ấy, nhiều khi còn lâu hơn. Ví dụ thôi, như là một cái sản phẩm về công nghệ nano mà đăng ký với cả Bộ Y tế thì người ta phải kiểm định xem là cái sản phẩm đấy có phải nano thật không, có phải đúng kích thước nano không. Mà nhiều khi cái việc đấy, nhiều khi các cái máy của Việt Nam mà không test, không kiểm định được. Đấy, phải đưa ra nước ngoài, mà đưa ra nước ngoài thì lại không được công nhận ở Việt Nam. Chúng tôi vướng mắc rất nhiều. Chúng tôi đã đưa vào Việt Nam được khoảng tầm 4 sản phẩm về công nghệ nano từ các chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Nhưng cả 4 sản phẩm của chúng tôi đều không được đăng ký của các bộ, được đăng ký giấy phép con để công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cái đấy nói lên một điều là cái tính tương đồng giữa trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam với thế giới nó còn kém xa. Và chúng ta, ngay cả những cơ quan quản lý nhà nước là không đủ tiêu chuẩn để mà test những cái sản phẩm và công nghệ cao. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là như là chị Chi có hỏi thì chúng tôi để mà từ một doanh nghiệp thành một doanh nghiệp công nghệ thì chúng tôi phải làm những cái bước, nếu mà theo tuần tự hướng dẫn của quy trình của thủ tục của nhà nước thì chúng tôi sẽ không bao giờ đến đích. Chúng tôi đáng ra là phải từng nối tiếp từng bước, hết bước này xong đến bước khác, xong đến bước tiếp theo, khoảng 4-5 bước thì có khi không bao giờ thành doanh nghiệp công nghệ được. Vì quả trứng con gà thì không biết cái gì có trước. Thì đến như ngày hôm nay chúng tôi thành công trên 2 giấy phép doanh nghiệp công nghệ thì chúng tôi nhận thấy một điều là chúng tôi phải làm song song. Chúng tôi vừa phải đăng ký sáng chế, chúng tôi vừa phải đăng ký sản phẩm, và chúng tôi vừa phải kiểm định của sản phẩm thì chúng tôi mới ra được cái cuối cùng và chúng tôi mới làm được. Còn nếu mà cứ đi từng bước thì sẽ va vào, và nhiều khi đến một lúc nào chúng ta không giải quyết được vấn đề, và cái chán, cái tiền bạc không là nói mà cái sự chán nản của cái giấy phép không muốn làm nữa. Và chính vì điều đó thì nói lên một điều là cái chán đấy là các doanh nghiệp người ta sẽ tìm cái có lợi hơn, cái dễ hơn để người ta làm. Đấy, cái chán chứng tỏ là một cái rất khó, người ta không muốn làm nữa và cuối cùng là người ta không làm doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên trong rất nhiều các lý do mà ông Quất đưa ra thì ông Minh thấy là vướng mắc nhất đối với cả doanh nghiệp là gì ạ? Dưới góc độ của doanh nghiệp ạ? Theo tôi là các cái giấy phép hoặc là những cái hướng dẫn, các cái thủ tục nó chưa được đồng bộ. Ví dụ nhiều khi có cái nghị định của chính phủ quy định xong xuống bộ đồng ý, xong đến sở thì lại thấy là vướng mắc. Đấy, các cái hướng dẫn cho các nghị định đấy chưa được hoàn thiện. Xong cuối cùng xuống đến sở là sở chưa biết làm thế nào thì lại bị ách. Mà chúng tôi rất buồn nhiều khi là chúng tôi đã đưa một cái văn bản lên vào một cửa của một sở của Hà Nội, cứ đến thứ 6 chúng tôi hỏi là sở đã chữa thì lại chuyển sang thứ hai xong lại đến thứ sáu lại đến thứ hai, và cứ 3-4 lần như thế thì nó thành vài tháng rồi, và cuối cùng là không đem lại một kết quả. Đối với doanh nghiệp như chúng tôi là vượt qua những cái đấy thì chúng tôi thấy là cần phải nỗ lực, cần phải có những cái nỗ lực. Nhưng mà những cái nỗ lực đấy nó cũng đòi rất nhiều tiền bạc để đào tạo đội ngũ nhân viên, đào tạo được cái quy trình để làm việc được. Thì cái đấy rất mất nhiều thời gian và mất cả tiền bạc của doanh nghiệp. Vâng, và làm doanh nghiệp cảm thấy nản, đúng không ạ? Vâng. Đôi khi thì tôi thấy là cái sản phẩm công nghệ nó không trừu tượng, mà nó lại gắn vào một cái lĩnh vực quản lý của một cái bộ, một cái ngành, một cái sở rất cụ thể. Vâng. Thế bây giờ muốn công nhận một cái doanh nghiệp khoa học công nghệ thì phải công nhận sản phẩm. Mà sản phẩm thì thông thường là sản phẩm mới thì phải có thử nghiệm, phải có đăng ký lưu hành. Mà cái đấy là cái rất mất thời gian. Mà đặc biệt là những cái quy trình, những tiêu chuẩn này không có sẵn, là chỉ có trên quốc tế thôi. mà ta không công nhận quốc tế mà ta lại tự đi để nghiên cứu để tạo ra một cái tiêu chuẩn mới để công nhận cho doanh nghiệp là rất khó. Thế đôi khi thì cơ quan nhà nước lại muốn cho nó thật là an toàn, muốn kiểm soát thật là chặt chẽ mới công nhận để cho doanh nghiệp đưa ra thị trường, thì có khi doanh nghiệp đã mất hết cơ hội vì đây là sản phẩm mới. Thậm chí sản phẩm nước ngoài đã tràn ngập trước khi sản phẩm của ta đưa ra được. Thành ra là có một số doanh nghiệp thậm chí bây giờ họ đưa cái sản phẩm ra nước ngoài để công nhận trước. Thế xong thì họ lại nhập về Việt Nam để bán. Thay vì là đưa cái sản phẩm đấy để cho cơ quan Việt Nam công nhận để Việt Nam xuất khẩu đi. Đấy là một bài toán ngược. Rõ ràng là cái vấn đề công nhận, lưu hành sản phẩm phải có một cái chế độ riêng biệt. Nếu không cải tiến được một cách tổng thể thì phải có một cái hành lang riêng biệt cho các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thì chúng ta mới nhanh chóng có cái sản phẩm đưa ra thị trường được. Mà rất nhiều nước làm việc này rồi. Ngay Thái Lan cạnh của ta ấy, có một quy định rất riêng dành cho doanh nghiệp nội địa của họ. Nếu có sản phẩm công nghệ mới, có một quy trình công nhận riêng, test riêng mà nhà nước hỗ trợ để sản phẩm nhanh chóng đưa ra thị trường nội địa và xuất khẩu. Và vì thế sản phẩm công nghệ mới của Thái Lan sang Việt Nam rất nhanh, vì họ có cái giấy phép rất tốt. Nhưng nhiều cái lĩnh vực của ta ấy, sản phẩm của ta đang vẫn chờ để công nhận thì đã thấy Trung Quốc sang đây rồi. Chỉ trong vòng 3 tháng. Mà ta thì kiểm định có khi mất cả năm. Cả năm, trung bình là 1 năm. Tôi nhận thấy có một cái vấn đề thêm bổ sung thêm như là rất nhiều các doanh nghiệp ngày nay chưa nhận ra được cái giá trị của doanh nghiệp và khoa học công nghệ. Thế là nếu giả dụ khi người ta đăng ký vào cái doanh nghiệp khoa học công nghệ thì họ được hưởng cái gì? Bởi vì thường những cái người với tư cách tôi thì gặp rất nhiều những người khởi nghiệp hàng tuần, hàng tháng. Thì họ chỉ có cái ý tưởng lập tức là họ đi đăng ký. Cái đầu tiên là họ đi đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Sở Kế hoạch Đầu tư, chứ không đi nên đăng ký cái sản phẩm khoa học công nghệ, đăng ký sản phẩm lưu hành khoa học công nghệ. Và chính vì như vậy thì tôi nghĩ rằng cái tiềm năng ở những cái doanh nghiệp về khoa học công nghệ sẽ rất là lớn. Nhưng mà để được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ thì cũng khó lắm ạ. Chính vì thế cái ngày nay ở một góc độ tôi nghĩ là rất là quan trọng nữa là cái thông tin mà đi xuống được cho những cái người chuẩn bị thành lập doanh nghiệp ấy, những cái người khởi nghiệp ấy, họ hiểu ra được các loại hình doanh nghiệp. Thì trong đấy có một loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thì để họ nhận ra được. Đúng. Và chính cái đấy nó phải phân biệt ra được là loại hình doanh nghiệp này nó sẽ có cái tính ưu việt nào, nó có sự khác biệt gì với những doanh nghiệp kia. Và chính vì như vậy thì khi họ nhận ra được những cái giá trị như vậy thì tôi tin rằng khi họ đồng thời giống như anh vừa chia sẻ là vừa đi đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời cũng đăng ký cái sản phẩm hoặc là sở hữu trí tuệ ở Bộ Khoa học và Công nghệ, thì như vậy giữa cái thời gian nó sẽ ngắn đi và cái số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng sẽ tăng lên. Một cái điểm nữa, mấu chốt nữa mà tôi rất là đồng ý với này các anh vừa nãy là cái chấp nhận rủi ro của chúng ta là quá thấp. Cái chấp nhận rủi ro đây tôi không nói là những về phía những nhà doanh nghiệp mà ở các cơ quan nhà nước. Bởi vì đã nói về đặc biệt liên quan đến khởi nghiệp thì luôn luôn nó gắn liền với cái tính rủi ro. Và đặc biệt hơn đây nữa, xa hơn nữa, đó là những doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới thì cái độ rủi ro đấy càng cao lên. Vậy thì những nhà khởi nghiệp họ đã dám chấp nhận tạo dựng ra một cái sản phẩm, họ dám bỏ tiền ra để mà tung ra thị trường, thì những người làm chính sách cũng phải mạo hiểm trong vấn đề cấp quyền để cho họ được sớm tung ra thị trường. Tôi tin rằng đây cũng là một cái yếu tố là chúng ta cũng cần phải xem xét. Tuy nhiên như ông Quất có nói là dù là mọi người biết là doanh nghiệp khoa học công nghệ nó có những đặc điểm khác so với doanh nghiệp khác, nhưng những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp này thì nó cũng không có sự đặc biệt hoặc là lớn hơn, đúng không ạ? Thì tội gì mà phải đầu tư vào lĩnh vực quá mạo hiểm, lại lợi nhuận rồi rất nhiều thứ mình cũng rất là khó biết. Có nhiều doanh nghiệp bây giờ họ công nhận cái danh hiệu thì đúng hơn. Khoa học công nghệ chủ yếu là để vấn đề làm thương hiệu, để tạo ra một cái niềm tin cho người tiêu dùng, cho khách hàng rằng đây là một cái doanh nghiệp mà có cái sản phẩm được công nhận là sản phẩm khoa học công nghệ, có cái tính mới, có cái sáng tạo, có cái cải tiến để mà cạnh tranh được với những sản phẩm khác và đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Chứ còn dường như cái ưu đãi mà chúng ta mong muốn là ưu đãi về thuế này, ưu đãi về đất đai này thì rất ít. Về thuế thì ít doanh nghiệp mà có lợi nhuận lớn lắm, ngay từ những năm đầu. Thế và về đất đai thì hầu như bây giờ là cũng tư nhân hóa. Rồi các khu công nghiệp thì đều có chủ cả. Nên là họ cũng không thể nào họ ưu đãi gì hơn so với lại các cái doanh nghiệp khác. Thế còn ưu đãi về tiếp cận về phòng thí nghiệm này, rồi ưu đãi về đào tạo này, nguồn nhân lực này, thì dường như các quy định của phòng thí nghiệm lại chưa xã hội hóa mở ra cho các doanh nghiệp. Thế thì thành ra những cái quy định ưu đãi, 8 ưu đãi dành cho khoa học công nghệ thực ra là cũng là nhiều, nhưng lại thiếu nhất cái mà tôi vừa mới nói rất nhiều nước dành, chính là ưu đãi dành cho họ một cái mảng thị trường mà dùng cái nguồn vốn của nhà nước đầu tư ấy, là phải dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước. Các cái dự án, các cái chương trình mua sắm của chính phủ là rất lớn trong cái tỷ trọng về tiêu dùng. Thứ hai là các cái dự án có nguồn gốc ngân sách từ trung ương, địa phương là phải ưu tiên cho những doanh nghiệp công nghệ. Giống như bên ngành công nghệ thông tin hiện nay đã cũng có một cái quy định, cũng đã tạo ra được một cái nguồn lực ban đầu. Doanh nghiệp đã có cái thế đứng rồi, có sản phẩm, có doanh thu thì họ mới vươn được ra thế giới, họ mới vươn ra nước ngoài. Thế thì trong cái cơ chế chính sách là chúng tôi cũng đã đề xuất rất nhiều lần là đôi khi nó động chạm vấn đề lợi ích, nó động chạm đến hàng nhập khẩu. Và vì thế nếu như không có một cái quyết tâm từ phía những người quản lý những cái dòng tiền của ngân sách nhà nước ấy, thì doanh nghiệp khoa học công nghệ nếu ngoài vấn đề làm thương hiệu, làm danh hiệu, làm vinh danh thì cái lợi ích thực là rất ít. Và vì thế cái động cơ để cho họ đứng vào đấy nó cũng sẽ thấp đi. Bên cạnh đấy cũng như anh Hòa nói là đúng là vấn đề thông tin. Nhất là các bạn trẻ khởi nghiệp cũng chưa biết là đưa vào doanh nghiệp công nghệ thì tốt hơn cái gì. Thứ hai là câu hỏi của chị Chi rất đúng, nhưng mà vào thì phải được lợi hơn cái gì thì tôi mới vào, đúng không ạ? Thì cả cái hệ thống dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, đặc biệt là vấn đề tín dụng bây giờ nữa. Các bạn trẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ rất cần vốn, mà họ không chỉ có cái gì khác ngoài cái vốn tài sản trí tuệ. Đấy. Chứ còn sổ đỏ thì cũng chỉ có một hữu hạn thôi, bố mẹ chỉ cho mượn, cho vay một chút thôi, nhưng sau đấy thì phải bằng chính cái trí tuệ. Thế một nhóm 4 bạn được rất nhiều giải thưởng, có nhiều sản phẩm tốt, không phải chỉ là ý tưởng nữa mà là sản phẩm, như là anh Minh đây, liệu có một cái ngân hàng nào hay một cái quỹ nào cho anh này vay một cái khoản ưu đãi tín dụng, chứ không cần là cho đâu, mà cho vay, nhưng để anh ấy mua sắm trang thiết bị, anh ấy làm một cái số lượng sản phẩm đủ lớn để có thị trường, thì chắc chắn là hiện nay là chưa có những cái hành lang nào riêng. Chứ cho vay còn khó nói gì là cho vay. Cũng vẫn phải mang sổ đỏ đến, đúng không? Vẫn phải mang tất cả các thứ đến. Mặc dù đã được công nhận là doanh nghiệp công nghệ, sản phẩm được công nhận như vậy rồi. Thế thì đây cũng là một cái điểm mà tính đồng bộ của cái hệ thống nó rất là quan trọng. Thật ra tôi cũng có cái trăn trở. Tôi nhiều khi tôi làm về khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ và sản phẩm khoa học công nghệ thì tôi cứ thắc mắc là tại sao là Việt Nam lại cứ phải đi làm khoa học công nghệ. Tôi đặt ngược lại vấn đề. Tất nhiên là Mỹ với cả Nhật với cả Nga với cả Hàn Quốc thì họ là nước tiên tiến phát triển rồi thì họ làm khoa học công nghệ là đúng rồi. Nhưng mà tôi sau khi mà tôi trở thành doanh nghiệp công nghệ thì tôi mới thấy một vấn đề là tại sao Việt Nam phải làm khoa học công nghệ và làm doanh nghiệp công nghệ. Lại chính phủ cứ phải hỗ trợ đấy mà mặc dù nó rất là eo uột. Nó có một cái lý do là chúng ta phải hướng đến xuất khẩu. Khi mà chúng ta tạo sản phẩm mới thì không những chỉ người Việt Nam tiêu thụ. Những sản phẩm mới nếu tốt thì chúng ta bán là thị trường thế giới cầu. Và chúng ta có một thị trường là toàn cầu, chứ không phải chỉ thị trường của 90 triệu dân. Và chúng tôi là doanh nghiệp khoa học công nghệ thì sau khi mà chúng tôi làm ra một sản phẩm, chúng tôi bán là thị trường Việt Nam thì lập tức chúng tôi tính đến ngay việc tiếp theo là chúng tôi phải xuất khẩu. Và chúng tôi đã có những bước tiến là chúng tôi là lập những trung tâm overseas tại những cái địa bàn mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi vào được. Tất nhiên là khi mà tiêu chuẩn Việt Nam là 1 thì tiêu chuẩn Úc, tiêu chuẩn Mỹ có thể là 3 năm, nhưng chúng ta phải đạt được. Chúng ta đạt được thì có nghĩa là cái sản phẩm đấy chúng ta được vào thị trường thế giới và sẽ bán được nhiều. Thay vì bán cho 90 triệu thì chúng ta sẽ bán cho vài tỷ người. Và lúc đó các doanh nghiệp công nghệ thì mới nâng tầm được. Kiểu như Facebook, Google, Amazon thì đấy, họ cho cả thị trường thế giới dùng chứ không phải chỉ cho người Mỹ. Đấy, cái yếu tố của doanh nghiệp công nghệ chính là kích thích cho việc chúng ta xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới. Và cái đấy là chúng tôi là hiện nay chúng tôi là thấy một cái điều là cốt lõi của vấn đề là phải làm doanh nghiệp công nghệ để đưa những sản phẩm trí tuệ người Việt ra thị trường thế giới. Cái phương tiện mà quan trọng nhất, đúng không anh Hòa? Chắc biết rất rõ là chứ không phải là gọi là mở rộng quy mô, scale up, mà phải là global market, tức là quy mô toàn cầu. Thì mới lấy được người tiêu dùng này, lấy được đô la về và nhà đầu tư người ta mới bỏ tiền vào. Cái thứ hai là nó có một vấn đề là về chính sách, là hiện nay chính sách đối với các doanh nghiệp công nghệ là được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái đấy là tôi nghĩ là rất là hay đối với doanh nghiệp, nhưng mà rất ít doanh nghiệp được hưởng. Nhưng mà các doanh nghiệp đấy như anh Quất nói là chỉ là một cái đánh bóng hào nhoáng, thì gói gọn lại chỉ là một cái tờ giấy đánh bóng hào nhoáng làm show off thôi. Nhưng mà theo tôi ấy, cái việc quan trọng nhất của doanh nghiệp công nghệ là ông phải đem được cái sản phẩm đấy, bán đi đâu, bán ra thị trường thế giới thì tự nhiên cái sản phẩm đấy của chúng ta sẽ thay đổi cái thứ hạng của Việt Nam trên thị trường thế giới, là không có chỉ là chúng ta mang nguyên liệu thô đi bán mà chúng ta mang sản phẩm công nghệ cao đi bán. Đúng rồi. Đấy là câu chuyện. Và tiếp theo là lúc đấy chúng tôi có thể bán giá cao. Vì chúng tôi không bán nguyên liệu nữa, mà chúng tôi bán sản phẩm có know-how, chúng tôi có trí tuệ trong đấy, chúng tôi sẽ bán giá cao do thị trường thế giới. Và cần thiết thì chúng tôi lại có thể là thay vì các công ty nước ngoài ta chuyển giá về Việt Nam, chúng tôi chuyển giá ra nước ngoài, tôi giữ lại cái phần lợi nhuận nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Đấy là cái câu chuyện là các doanh nghiệp công nghệ cần phải làm, phải hướng tới xuất khẩu. Nguồn vốn ở đâu ra? Thì nguồn vốn những doanh nghiệp khởi nghiệp là thường là phải từ đầu óc sáng tạo mà lập dựng lên thôi, chứ nguồn vốn thì chưa có. Cho nên tôi rất mong có những cái quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ, của các ban ngành giúp đỡ cho các doanh nghiệp đó cải cách lại và đổi mới các công nghệ mới, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp đó, các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa đó thì mới đi lên được. Hiện tại thì doanh nghiệp tôi chưa đạt doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Và cái thông tin này tôi cũng mới vừa được biết trong cái buổi hội thảo và tọa đàm hôm nay. Thật ra thì chính sách mà khuyến khích của nhà nước là rất tốt, và các doanh nghiệp cũng nói chung là rất ao ước để có thể đủ điều kiện để phát triển và được cái nhà nước ưu đãi đầu tư mà trở thành cái doanh nghiệp khoa học và công nghệ, để doanh nghiệp có nhiều cái điều kiện hơn để ươm mầm cho các bạn hỗ trợ khởi nghiệp, cũng như là những doanh nghiệp đã bắt đầu khởi nghiệp. Cơ chế chính sách thì cũng có rồi, nhưng mà cái bộ phận thực hiện triển khai ở dưới thì chưa sát sao lắm. Chúng tôi có một số các cái đề xuất là ví dụ như là ưu đãi về thuê mặt bằng này. Bản thân các cái doanh nghiệp mà về khoa học công nghệ thì đang bị thiếu mặt bằng về đặt văn phòng nghiên cứu, đặt văn phòng về triển khai các ý tưởng, rồi như là ưu đãi về thuế là thời gian ưu đãi thuế nó dài hơn, cái mức thuế nó thấp hơn, ưu đãi về cho thuê các cái địa điểm để có thể là thực thi các cái kết quả nghiên cứu khoa học. Cần phải public các cái công trình nghiên cứu, không những là về khoa học công nghệ tự nhiên mà còn cả về xã hội, vì doanh nghiệp thì bây giờ kinh doanh cũng nhiều thứ. Và khi mà public được những cái này, public cái tên các cái đề tài thôi, thì các cái doanh nghiệp có thể lên đây, có thể nhìn thấy những cái điều mình cần, nó ngay ở trước mắt mình. Nó không phải ở đâu xa, nó không phải ở Mỹ, ở Nhật, ở EU, mà có thể nó ngay ở trong ngăn kéo. Hiện nay chúng ta chưa làm được. Và doanh nghiệp biết mình cần cái gì và biết đến đâu để có cái đó. Khi mà chúng ta thảo luận cái vấn đề mà đưa ra cái con số vài nghìn doanh nghiệp khoa học công nghệ so với hàng trăm nghìn doanh nghiệp mà khởi nghiệp nói chung ở Việt Nam, 1/1000 thì mới chỉ 1/1000. Nhưng thực ra trên thế giới không phải là cái số lượng mà rất nhiều các quốc gia trên thế giới nó lên tới từ 4 đến 5% những cái doanh nghiệp về khoa học công nghệ. Thì tôi muốn xoay lại một cái vấn đề nữa, nó liên quan đến khởi nghiệp. Ở mình nó đang dùng một cái từ mà có lẽ là do một dịch giả nào đấy đã dịch nhầm một cái từ trong một cuốn sách Startup of Nation của Israel đấy, là dịch là quốc gia khởi nghiệp. Thì cái từ startup ấy nó gắn rất nhiều vào những cái công nghệ, khoa học công nghệ, và gắn với lại những doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đấy, chính vì như vậy cái từ startup này khi mà nó sinh ra được cái này, nó tại sao nó sinh ra được cái này? Thì ngay ở Hoa Kỳ nó đã tạo lên hẳn một cái hệ sinh thái cho những doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đó là mà cái mà chúng ta nhìn rõ nhất đó là thung lũng Silicon. Thì vào đến cái nơi đấy thì họ có một cái môi trường hỗ trợ một cách đặc biệt khác với lại những doanh nghiệp bên ngoài. Mặc dù là bởi vì họ nhìn ra được rằng cái độ rủi ro của những cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này sẽ có những cái rủi ro lớn hơn rất nhiều lần so với lại những vấn đề khởi nghiệp thông thường. Và chính từ yếu tố đấy, họ không chỉ là có những cái yếu tố hỗ trợ ngoài cái môi trường xung quanh, vốn, hỗ trợ về con người, hỗ trợ về thuế, hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ về công nghệ. Toàn bộ cho đến cái ngày mà doanh nghiệp đấy đã tung ra được sản phẩm ra quốc tế, giống như anh Minh vừa chia sẻ, thì lúc đấy người ta mới thu cái vấn đề gọi là cái thuế thu nhập doanh nghiệp, lấy cái đấy mới là cái điểm mấu chốt. Cho nên rất nhiều các quốc gia trên thế giới, ngay thậm chí trong Đông Nam Á chúng ta thôi, trong Singapore, những quốc gia khởi nghiệp từ năm thứ nhất, những cái doanh nghiệp khởi nghiệp từ năm thứ nhất đến năm thứ năm là hầu như được hỗ trợ hoàn toàn. Cho đến từ năm thứ năm trở đi thì lúc đấy người ta mới quay lại xem, đánh giá xem những doanh nghiệp này đã có kết quả bao nhiêu, và từ kết quả đấy thì mới đưa ra những cái chính sách, hãy đưa ra những cái quy định để mà những doanh nghiệp đấy có trách nhiệm đóng góp cho nhà nước. Tôi có một cái bổ sung cho ý kiến anh Hòa này. Đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ ấy, thì nhà nước có mấy cái quy định mà hơi bất hợp lý. Như anh Quất nói rồi là năm đầu tiên khi mà nhận doanh nghiệp công nghệ thì phải đạt được doanh thu 30% trên cái phần sản phẩm doanh nghiệp công nghệ. Năm thứ hai là 50% và năm thứ ba là 70%. Cái đấy là bất hợp lý. Tôi nghĩ là cần phải thay đổi. Có thể giảm hay tăng thì tùy cơ quan nhà nước. Nhưng mà nhà nước lại quy định một cái lại chưa đúng. Ví dụ nhà nước quy định là đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ thì phải lập ra một cái quỹ khoa học công nghệ, phải hàng năm phải bơm vào đấy khoảng tầm 10 đến 15% doanh thu để nghiên cứu tiếp. Như công ty tôi bỏ ra đến 50% doanh thu để nghiên cứu tiếp chứ không phải là có 10 đến 15%. Nếu mà một doanh nghiệp khoa học công nghệ mà đầu tư quá ít vào khoa học công nghệ thì chắc chắn năm thứ hai không phải khoa học công nghệ nữa. Doanh nghiệp khoa học công nghệ có nghĩa là ông phải tạo ra một sản phẩm mới liên tục. Chúng ta xem iPhone ấy. Cứ một vài năm người ta lại ra một cái iPhone mới và cái iPhone cũ nó sẽ chết đi. Thì doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng phải làm được việc đấy, chứ không phải tạo ra một cái sản phẩm là khoa học công nghệ ngày hôm nay và bán 10 năm. Không bao giờ có thể được. Và cái doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải làm cho cái sản phẩm mới hơn, tốt hơn và làm cho cái sản phẩm cũ chết đi. Đấy nó khác hoàn toàn so với cả cái doanh nghiệp bình thường. Doanh nghiệp bình thường thương mại người ta có thể là buôn cả đời một cái lỗ ô tô không thay đổi. Nhưng mà doanh nghiệp công nghệ chỉ một vài năm là phải thay đổi. Tức là doanh nghiệp khoa học công nghệ phải bỏ nhiều tiền hơn vào việc đầu tư nghiên cứu về khoa học công nghệ. Không thì không phải là khoa học công nghệ nữa. Chứ không chỉ là 10%. Đúng rồi. Chúng tôi bỏ cái quy định ấy thì là doanh nghiệp trích tối đa là 10% lợi nhuận. Đấy, vào đây là quy định với doanh nghiệp nói chung chứ cũng không có quy định riêng cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, với các doanh nghiệp nói chung. Đấy, nhưng cái quan trọng nhất ý, cho anh Minh ý muốn nói ở đây ý, là cái tiền trích vào đấy ý, thì nó phải được tự do để nghiên cứu phát triển cái sản phẩm. Đúng rồi. Và nó gần như là cái khoản tiền thuế đáng ra đóng của nhà nước nhưng để lại doanh nghiệp để cho anh đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm. Nhưng đó là khoản lợi nhuận sau thuế. Đấy là khoản lợi nhuận sau thuế. Đúng rồi. Vâng ạ. Sau thuế mà, thế đáng ra là nhà nước thu về nhưng mà anh để lại doanh nghiệp coi như là để cho anh nghiên cứu phát triển tiếp. Nhưng bây giờ cái quy định bây giờ là anh bắt buộc phải sử dụng trong một cái thời hạn nhất định, không là nhà nước thu về và phải phạt. Và cái cơ chế chi tiêu ấy nó cũng giống như là chi tiêu các cái đề án đề tài nghiên cứu. Vẫn phải có hóa đơn chứng từ rồi phải làm nghiên cứu R&D chứ còn mua thiết bị thì không được, vân vân. Thế thì nó rất là chặt chẽ. Thế thì hóa ra lại biến thành cái khoản tiền của doanh nghiệp thành một cái khoản tiền chi tiêu như chi tiêu ngân sách ấy. Đấy. Thế thì mà nếu mà anh không trích, mà anh trích rồi nhưng mà anh không chi được vì anh khó, anh không chi được thì thí dụ như trong một hạn nhất định mà nhà nước phát hiện là anh cứ để ở đấy thôi chứ anh không chi thì là bị thất thoát, thì là bị phạt. Đấy. Thành ra nhiều doanh nghiệp ấy là người ta không trích cái quỹ nữa. Mà không trích quỹ thì lại không có cơ hội để đầu tư cải tiến phát triển cái sản phẩm. Đấy. Thế thì bây giờ là vấn đề là phải sửa cái quy định đấy để khuyến khích doanh nghiệp trích vào không chỉ 10% mà thậm chí có thể nhiều hơn. Hai nữa là cái cơ chế chi tiêu là nó đúng cái nhu cầu của doanh nghiệp để mà mua thiết bị, thuê chuyên gia, thậm chí đi nước ngoài để mà tiếp thu những cái công nghệ mới để huấn luyện nhân viên, vân vân, nó đa dạng. Đấy, theo cái nhu cầu người ta chứ không phải chỉ có mỗi để nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm, ví dụ như vậy. Thế thì cái hướng đấy sắp tới thì cũng có những quy định mà chúng tôi cũng là một trong những cơ quan đề xuất dưới góc độ là để bảo vệ cái quyền lợi, là đáp ứng đúng cái nhu cầu của doanh nghiệp. Lập quỹ khuyến khích hơn, cơ chế sử dụng quỹ sẽ tốt hơn. Tôi cũng bổ sung thêm một ý kiến nữa là đối với doanh nghiệp công nghệ thì cái vấn đề tiêu chuẩn là vấn đề tối quan trọng. Doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp khoa học công nghệ làm ra một sản phẩm thì việc đầu tiên là phải công bố tiêu chuẩn của doanh nghiệp đấy, tiêu chuẩn cơ sở. Thế sau đó nếu mà cái tiêu chuẩn cơ sở đấy mà được nhiều người dùng thì có thể lên tiêu chuẩn quốc gia. Nhưng mà phần lớn là các doanh nghiệp khi mà làm tiêu chuẩn cơ sở ấy, thì sẽ bị trùng lắp với những doanh nghiệp khác. Đấy thì cơ quan quản lý nhà nước nên thống nhất cái tiêu chuẩn cơ sở cho từng lĩnh vực, từng sản phẩm một. Đấy thì về sau cuối cùng là đỡ nguồn lực cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đấy. Các doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp khoa học công nghệ lại đưa ra một cái tiêu chuẩn, xong cái tiêu chuẩn đấy lại phải so với một ông tiêu chuẩn khác thì nó không hợp lý lắm, mà chúng ta nên thống nhất bộ tiêu chuẩn. Cái việc đấy đòi hỏi là cơ quan quản lý nhà nước ấy, sẽ phải đi cùng với doanh nghiệp đi làm các tiêu chuẩn cơ sở chứ không phải tiêu chuẩn quốc gia nữa. Đấy, cái câu chuyện đấy nó sẽ làm giúp tăng cái số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ lên nhiều. Đấy. Vì làm tiêu chuẩn cơ sở nó vất vả lắm và mất thời gian, nó phải đo kiểm rất nhiều. Đấy, bây giờ tốt nhất là nhà nước chưa làm tiêu chuẩn quốc gia, làm tiêu chuẩn cơ sở của một số sản phẩm thôi. Thế các doanh nghiệp kia làm xong so với cái tiêu chuẩn cơ sở đấy, đỡ phải công bố tiêu chuẩn cơ sở của chính bản thân. Đấy thì tốt hơn. Có đơn giản thế không Quất? Vấn đề tiêu chuẩn cơ sở là doanh nghiệp làm, tiêu chuẩn quốc gia là nhà nước làm. Thế nhưng mà tiêu chuẩn cơ sở bây giờ đối với những cái doanh nghiệp có sản phẩm mới là đi trước. Vâng, đúng. Chủ quốc gia không đi sau. Ý anh Minh nói là hãy giúp doanh nghiệp làm tiêu chuẩn cơ sở đi, thử nghiệm quốc tế rồi thuê chuyên gia đắt đỏ, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ thêm tiền. Nhưng sau đó những doanh nghiệp đi sau có thể lấy ngay cái tiêu chuẩn này để áp dụng, chứ không nhất thiết phải đợi công bố tiêu chuẩn quốc gia nữa. Tốn nguồn lực xã hội. Đấy cũng là một cái giải pháp mà tôi nghĩ mang tính thị trường rất là hay. Cái thứ hai là thế này, là tôi làm về công nghệ nano, OIC làm về công ty về công nghệ nano thì hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về công nghệ nano ấy, là Việt Nam không có, mà những cái tiêu chuẩn đấy tiêu chuẩn hoàn toàn mới do Thụy Sĩ với cả Mỹ người ta cấp. Và bình thường các tiêu chuẩn như là ISO hoặc là 9.000 hoặc 14.000 ấy, thì là có thể cái document, có thể tài liệu ấy, có thể lấy trên mạng rất đơn giản và về mình áp dụng theo doanh nghiệp của mình. Nhưng mà đối với cả tiêu chuẩn ISO về nano ấy, nano technology là người ta, cái bộ tiêu chuẩn đấy là người ta không miễn phí và người ta bán. Cứ một bộ document đấy người ta bán khoảng tầm 5.000 euro hoặc là 10.000 euro thì chả doanh nghiệp nào ở Việt Nam muốn mua. Vì mua xong lại chỉ dùng một mình thì quá phí. Thì theo tôi cái nguồn lực đấy nên dành cho nhà nước nên mua cái đấy. Khi có khoảng tầm 3-4 doanh nghiệp đệ trình lên, nhà nước có thể hỗ trợ rất nhiều dự án. Nhưng mà cái đây là coi như dự án chung của nhà nước, và khi các doanh nghiệp Việt Nam đến thì có thể cho không có doanh nghiệp Việt Nam để áp dụng theo tiêu chuẩn thế giới. Đấy coi như là tạo ra một bộ tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam trong tương lai. Đấy. Và cũng không nhiều tiền, nhưng mà nếu mà doanh nghiệp mà đầu tư, cứ như doanh nghiệp chúng tôi cứ mỗi lần làm một cái sản phẩm công nghệ mới, chúng tôi lại mua một tiêu chuẩn ở nước ngoài thì về quá phí luôn. Không dùng cho nước khác được. Nó không giống như là cái khái niệm là mua thiết bị dùng chung ấy. Đúng rồi. Mua một lần thôi nhưng sau đấy nhiều doanh nghiệp có thể dùng thì rất là tiết kiệm. Mà lúc ban đầu thì nhiều doanh nghiệp cùng đầu tư, nhà nước hỗ trợ một phần thôi. Sau đó nhưng mà nhà nước tham gia để nhà nước công nhận cái tiêu chuẩn đấy. Thì về sau doanh nghiệp người ta mang những giấy tờ lên nhà nước thì nhà nước cũng đã có sẵn sàng để công nhận. Thì đấy cũng là một cách làm, tôi nghĩ là cũng một sáng kiến rất hay nếu như mà có để cho tăng cường công tư. Số doanh nghiệp mình có rất nhiều sáng kiến ạ. Rất nhiều sáng kiến. Và tôi nghĩ rằng cả những cái người mà làm trong các cơ quan nhà nước ấy, thì ngày nay chúng ta cũng có rất nhiều các cái cơ hội ở qua các cái diễn đàn doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng qua mỗi cái chương trình như vậy thì nên có những cái đại diện của các cơ quan nhà nước đến để chia sẻ về loại hình doanh nghiệp của chúng ta. Đúng. Và từ đấy chúng ta đưa ra cho họ hiểu được, trước mắt họ phải hiểu được loại hình doanh nghiệp này là cái gì. Sau đó chúng ta đưa ra những các cái chương trình hỗ trợ hay là những cái vấn đề mà chúng ta có thể dùng chung. Thì từ đấy các doanh nghiệp có thể chia sẻ cái giá trị với nhau. Đầu tiên họ phải được biết. Thì tôi nghĩ ngày nay qua cái năm 2016 vừa qua, cái năm mà quốc gia khởi nghiệp như vậy, thì đã bùng nổ lên rất nhiều các cái trung tâm tổ chức các cái diễn đàn. Thì những người làm trong các cơ quan ban ngành đoàn thể của nhà nước chúng ta cũng phải đi đồng hành cùng doanh nghiệp, hãy đến đấy cùng chia sẻ. Đó có lý do tại sao nãy ông Quất ngồi đây đấy. Trong hệ thống các mentor nhé, chia sẻ bí quyết kinh doanh này, ở nước ngoài này, bí quyết kinh doanh, chia sẻ cái kỹ năng gọi vốn này, rồi chia sẻ những bài học thất bại này. Nhưng riêng Việt Nam cái đề xuất của anh Hòa là rất có ý nghĩa. Tức là chia sẻ về cái kỹ năng để mà làm sao không gọi là lẩn tránh đâu, mà gọi là khai thác một cách hiệu quả nhất những quy trình thủ tục và chính sách của nhà nước. Cái sáng kiến của anh Hòa lúc nãy tôi cũng đánh giá rất là cao ở chỗ là cái kinh nghiệm của các nước trong cái việc là đầu tư cho các bạn khởi nghiệp về khoa học công nghệ, về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ấy, là cái nguồn vốn nhà nước đã đầu tư vào cái kết quả nghiên cứu ấy, đưa ra sáng chế, đưa ra giải pháp kỹ thuật ấy, là chuyển giao miễn phí cho các doanh nghiệp. Đấy coi như một nguồn vốn đầu tư ban đầu rất quan trọng. Quy định hiện nay là thu 10%. Hiện nay thì không giao một cách đương nhiên, vẫn phải có một cái thủ tục giao, sau đó phải định giá và nhà nước vẫn thu về một cái phần nhất định. Nhà nước phải thu về từ thuế một cách gián tiếp, từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp, từ công an việc làm là cái tiếp cận đúng. Điểm thứ hai anh Hòa có nói là có những cái môi trường đặc biệt tạo ra những cái gọi là thể nghiệm hay là thí điểm về mặt chính sách. Một môi trường rất thông thoáng, thân thiện và hỗ trợ. Khi chúng ta làm tổng thể nó cũng hơi khó, nhưng mà ta làm một cái vùng, một cái tỉnh, một cái khu vực riêng cho các cái bạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào đấy. Và cơ quan nhà nước cũng hỗ trợ, các người đi trước hỗ trợ, quỹ ngân hàng hỗ trợ, thì nó sẽ tạo ra một cái đột phá hơn. Giống Silicon Valley đấy. Những cái khu như thế tôi cho rằng là hoàn toàn có thể tạo ra. Chúng ta nhận ra được rằng không phải tất cả mọi cái chúng ta đưa ra đều là đúng. Cho nên thường ngay đặc biệt trong phía doanh nghiệp không bao giờ thành công ngay từ đầu cả, mà phải qua cải tiến hàng ngày. thử nghiệm hàng ngày, nhận ra được những cái điểm thiếu nào, những cái nào cần bổ sung, thì tôi nghĩ rằng chính sách cũng cần phải như vậy. Cũng có nơi thí điểm. Vâng, cũng cần phải có những cái nơi để mà thí điểm. Sau khi thí điểm rồi nhận ra được những cái mặt ưu điểm, nhưng có những cái mặt nào hạn chế thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Tôi cho rằng cái một trong những phương án tốt nhất để chúng ta phát triển đó là cái tính kế thừa. Hôm qua tôi cùng chia sẻ với ông nguyên chủ tịch tổng đốc của tập đoàn Samsung, người đã đưa cái tập đoàn Samsung đi lên, thì ông ấy đã chia sẻ rằng để mà có một châu Âu phát triển thì lại phải cần 300 năm. Nhưng để mà một Hàn Quốc đi lên họ chỉ cần 30 năm. Con đường của họ là không phải đi tìm từng bước một như châu Âu, mà họ bê nguyên mô hình của châu Âu mang về Hàn Quốc để phát triển. Và như vậy trong giai đoạn của thập niên 1960, 1970, Hàn Quốc đã gửi sang Mỹ, sang Nhật Bản hàng nghìn người trẻ, nghìn doanh nghiệp để rồi quay trở lại để mà thành lập nên những tập đoàn có lớn như ngày hôm nay. Rồi thậm chí họ không ngại ngùng gì cả, phải bắt người Hàn Quốc phải viết sách, thì họ đã phải họ bê y sách giáo khoa của Nhật Bản dịch ra tiếng Hàn Quốc để cho người Hàn Quốc học. Vậy thì cái cách của chúng ta, cái vấn đề chia sẻ đấy, những các cái mô hình mà anh Minh cũng vừa chia sẻ, có rất nhiều các cái mô hình ở trên thế giới đã có rất nhiều các cái quy định ở thế giới đã rất là tích cực, thì tại sao chúng ta lại không bê về? Cái sáng kiến của anh thì cũng rất là hay, mà chúng ta thì thực ra ở một góc độ nhất định thì vẫn đang làm, mình gọi là đi học hỏi kinh nghiệm, bài học quốc tế. Nhưng có những cái chúng ta không bê được, đấy là cái truyền thống văn hóa, tư duy và cái lực lượng doanh nhân của Việt Nam hiện nay có thể bê được từ nước ngoài phải không? Có ai dám sẵn sàng mạo hiểm để mà xông vào một cái sản phẩm mới và dám gọi là trên bờ thung lũng chết, đúng không? 10 người đi, 9 người chết, không còn người sống. Và ngã rồi, đứng dậy, mà xã hội thì lại hoan nghênh những người như thế. Không ai kỷ thị, vợ con không có phản nàn, sếp không mắng, bố mẹ không ruồng bỏ, cơ quan lại có đánh giá rất cao, ví dụ thế. Đấy là một cái văn hóa. Văn hóa thì không một sớm một chiều chúng ta mang về được, mà phải từng bước có những câu chuyện thành công, có những câu chuyện thất bại, rồi dần dần chúng ta thay đổi. Thì những cái mô hình chính sách, những cái điều kiện đầu vào kia nó mới phát huy được. Thế thì hiện nay như anh Hòa nói là Việt Nam ta đang không thiếu những người Việt đang sống ở nước ngoài. Họ đã trải nghiệm, họ có thành công. Nếu chúng ta tận dụng được cái nguồn đó thì cũng không kém gì Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Nói thật với anh. Nhưng cái ngược lại phải giúp họ hòa nhập được với cái văn hóa của cộng đồng người Việt ở tại Việt Nam này để họ phát huy được. Đấy là bài toán của cả xã hội mà đặc biệt truyền thông. Ý kiến của anh Hòa với anh Quất ấy, là rất chuẩn rồi, nhưng mà nó có một vấn đề này. Các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ là quan trọng có đi được đến cuối con đường. Như anh Quất vừa nói một câu chuyện đấy là làm sao tạo sản phẩm. Đấy mới là cái điều kiện cần. Nhưng mà phần lớn các doanh nghiệp thì chết trước khi có doanh nghiệp khoa nghệ, chết trước khi tạo ra được sản phẩm. Tức là làm rất nhiều thứ, tiêu rất nhiều tiền, nuôi rất nhiều quân, PR marketing hoành tráng. Thì cái câu chuyện đúc kết của doanh nghiệp tôi ấy, là lúc đầu ấy là phải làm sao phải có được một cái sáng chế, cái chuyển giao công nghệ, cái tài sản trí tuệ đã, rồi đi tiếp những cái bước của doanh nghiệp bình thường. Chứ còn nếu mà lại cứ cơm áo gạo tiền là ngày hôm nay là chưa có tiền đi lo, lại đi bán hàng cái bán hàng khác mà không dính đến công nghệ thì sẽ không bao giờ đi đến cuối con đường được. Và cuối cùng lại sẽ chuyển lại thành doanh nghiệp thường chứ không phải doanh nghiệp công nghệ. Đấy, thì cái câu chuyện là bây giờ để làm sao để có cái bằng sáng chế, có cái chuyển giao công nghệ đấy. Thì hiện nay theo như tôi được biết là như có 30.000 anh nhỉ? 30.000 sáng chế với cả đề tài KCK của nhà nước có 30.000 đang nằm trong các cái ngăn kéo. Và hiện nay là nhà nước đang rất khuyến khích các doanh nghiệp khơi hết cái ngăn kéo đấy ra để biến các cái nghiên cứu các cái sản phẩm những cái sản phẩm trí tuệ đấy với cả những cái sáng chế đấy, những cái chuyển giao công nghệ đấy thành sản phẩm. Tất nhiên là từ cái mô hình thí nghiệm ra đến mô hình sản xuất nó còn một cái chặng dài nữa cơ. Nhưng mà tốt nhất là phải có cái bằng sáng chế và cái chuyển giao công nghệ đã. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời. Chúng tôi thực sự là cảm thấy được cái sự tâm huyết của các khách mời đối với cả câu chuyện này, đối với cả đề tài chúng tôi và đối với cả doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cũng rất nhiều những điểm thú vị mới được chúng ta đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Những ý kiến của doanh nghiệp thực ra là rất thiết thực, bởi vì họ là những người thực tế đi làm kinh doanh cũng rất thiết thực trong lĩnh vực này. Rồi những người liên quan đến khởi nghiệp tôi nghĩ là cũng rất quan trọng, và đặc biệt là những người làm chính sách như chỗ ông Quất ạ. Chúng tôi thực sự là thấy một chương trình đối thoại rất là ý nghĩa và hoàn toàn là đáp ứng được những câu hỏi, những cái nhu cầu cầu của khán giả của chúng tôi liên quan đến chủ đề là về doanh nghiệp khoa học công nghệ. Và chúng tôi hy vọng là với sự gắn kết rồi với những thông tin chúng ta đưa ra, với cách thức mà chúng ta vừa bàn luận ạ, thì cái mục tiêu là 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ như là ông Quất nói thì có thể hoàn toàn dễ dàng, thậm chí số lượng còn nhiều hơn như thế nữa, đúng không ạ? Và doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ góp phần nhiều hơn vào số lượng tổng thể cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020 ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website của kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.